Ok, xin chào quý nhà đầu tư. Thì em là Vũ Việt Anh. Hiện tại em là môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Thì trong buổi video ngày hôm nay, em xin tiến hành nhận định thị trường cho ngày 27 tháng 8 và đưa ra những định hướng tương lai để hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả nhất. Được chưa? Thì em cũng xin giới thiệu qua, em đang có hai room tư vấn cơ sở. Room thứ nhất là room tư vấn cơ sở thường. Thì tại room tư vấn cơ sở thường, anh chị cần hỏi bất kỳ về mã cổ phiếu nào thì chỉ cần chat lên trên đó và em sẽ hỗ trợ tư vấn giải đáp cho. Ngoài ra thì trong phiên cũng như là mỗi cuối phiên em sẽ có những nhà định thị trường và nhắn trên room để hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả nhất. Thì anh chị muốn tham gia room tư vấn cơ sở thường, anh chị chỉ cần nhấn vào phần link đăng ký room ở phần mô tả của video là sẽ được vào room thôi để chợ. Đó, ngoài ra thì em đang có một room tư vấn cơ sở VIP. Thì tại room tư vấn cơ sở VIP, ngoài những cái mà có trong room tư vấn cơ sở thường ra thì anh chị sẽ được em hỗ trợ phím hàng, phím điểm mua điểm bán cổ phiếu, tư vấn quản lý danh mục đầu tư, Tư vấn hỗ trợ giải ngân cổ phiếu theo xu hướng của thị trường, được chưa? Đó. Thì khi anh chị tham gia room vip sẽ được em phím hàng. Và những cổ phiếu mà em phím mua thì em sẽ theo dõi sát sao cổ phiếu đó và em sẽ quản lý cổ phiếu đó đến khi nào em báo bán thì thôi, sẽ không có cái chuyện là báo mua sau đó là lơ cổ phiếu đó đi, được chưa? Đó. Lãi lỗ để em sẽ báo rõ, được chưa? Khi em báo mua cổ phiếu, nếu như cổ phiếu xấu mà phải cắt lỗ thì em sẽ báo rõ là cắt lỗ và nếu như cổ phiếu tăng trước lời thì em sẽ báo rõ là trước lời, được chưa? Không có chuyện là em lơ cổ phiếu đó đi. Đó thì anh chị muốn tham gia room vip để được em hỗ trợ tư vấn quản lý danh mục đầu tư hỗ trợ phím hàng hỗ trợ quản lý được hỏi quản lý danh mục của mình quản lý xu hướng à, và hỗ trợ giải ngân theo xu hướng của thị trường thì anh chị có thể liên hệ tới em qua zalo để em hỗ trợ thêm vào room vip cho để chưa thì cách thức tham gia room vip có hai cách thức có hai hình thức hình thức thứ nhất đó chính là mở tài khoản vps và giao dịch bên em được chưa và em không yêu cầu vốn tối thiểu khi vào room cách thứ hai là anh chị nếu như anh chị chưa muốn mở tài khoản thì có thể tham gia bằng hình thức đóng phí tháng để cho và chi tiết như nào thì anh chị liên hệ tới em qua số điện thoại ở phần mô tả của video để chưa Ok em xin tiến hành nhìn thị trường cho ngày 27 tháng 8 thì sau khi kết thúc phiên hôm nay thị trường vẫn đạt mức thanh khoản tương đương với hai phiên gần nhất của nó Tuy nhiên đấy thì mặc dù hai phiên hai phiên trước của nó thanh khoản ở mức cao để chưa nhưng hai phiên trước đã có sự gia tăng về giá điển hình là cái phiên ngày 24 tháng 8 là thị trường đạt thanh khoản khoảng độ là 350 triệu đấy chưa? Và biên giá tăng khoảng độ là 13,9 điểm. Phiên ngày hôm qua, tức là phiên ngày 25 tháng 8, thị trường vẫn đạt mức vốn xấp xỉ khoảng độ là 350 triệu đấy chưa? Mức biên tăng mặc dù đã giảm hơn phiên ngày 24 tháng 8 nhưng vẫn tăng 5,44 điểm từ mức tăng là 0,63% đấy chưa? Nhưng đến phiên ngày hôm nay, đấy chưa? Vốn mặc dù đã có sự sụt giảm đi một chút nhưng vẫn đạt khoảng độ là xấp xỉ so với cây hai cây vôn trước đó của nó nhưng biên tăng thì lại không còn nữa thậm chí lại của còn... thậm chí phiên ngày hôm nay có sự sụt giảm nhẹ về điểm đó là giảm 0,65 điểm tương mức giảm là 0,07 phần trăm được chưa đó việc ba cây vôn của dòng tiền thị trường là cao ngang nhau nhưng hai cây vôn trước là tăng giá cây vôn ngày hôm nay lại có dấu hiệu là không tăng giữ giá được chưa điều đó cho thấy rằng là cái lực cung của thị trường ở phiên ngày hôm nay đã bắt đầu thể hiện rõ nét hơn được chưa? Phiên ngày hôm qua lực cung đã thể hiện bắt đầu có dấu hiệu thể hiện rồi, em đã nói rất rõ trong buổi video nhận định thị trường ngày hôm qua rồi, được chưa? Hai cây vôn của nó bằng nhau. Một thằng thì tăng 13,9 điểm nhưng một thằng thì chỉ có tăng 5,44 điểm thôi, được chưa? Cho thấy là cái phiên ngày hôm qua thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu bị bán rồi. Và đến phiên ngày hôm nay đã bắt đầu thể hiện rõ nét hơn. Được chưa? Khi mà vôn ngày hôm nay cũng đạt tương đương với hai cây vôn trước đó, nhưng biên giá lại gần như là không tăng và chỉ quanh ở mức tham chiếu thôi thậm chí là giảm 0,65 điểm để cho, cho thấy rằng là cái lực bán của thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu gia tăng nhất là khi dòng tiền bắt đáy của thị trường ở cái nhịp trước là vùng 780 đến cái vùng 800 điểm lực bắt đáy rất là nhiều và lực đẩy giá rất là nhiều để cho lực đẩy giá vốn gia tăng và trong suốt cái quá trình bắt đáy này với lực đẩy giá gia tăng này thì thị trường chưa xuất hiện một cái phiên nào gọi là chốt lời đáng kể cả chỉ có hai phiên chốt lời có thể có sự thể hiện đôi chút đó là phiên ngày mùng 10 tháng 8 và ngày 14 tháng 8 đấy chưa thị trường được bắt đáy mạnh và được đẩy giá mạnh và chưa xuất hiện một phiên nào gọi là chưa xuất hiện một cái giai đoạn nào gọi là chốt lời đáng kể cả cho thấy rằng là với những nhà đầu tư người ta mua ở vùng dưới này và với những nhà đầu tư người ta mua ở vùng dưới này hiện tại người ta vẫn chưa thoát hàng ra đấy chưa việc người ta chưa thoát hàng ra thì thị trường sẽ chịu một cái áp lực chốt lời bởi những nhà đầu tư vùng dưới này để chưa nhất là khi hiện tại thị trường đã lên được cái vùng cản lên trên của nó rồi đây là cái vùng mà có rất nhiều nhà đầu tư người ta kẹp hàng ở cái vùng trên này việc thị trường đã mất rất là nhiều thời gian lên được cái vùng đỉnh cũ của này đỉnh cũ của nó lên được cái vùng lên cũ của nó nơi mà nhiều nhà đầu tư kẹp hàng thì thông thường thì đây sẽ là mốc tâm lý và đây đồng thời cũng sẽ là mốc mà những nhà đầu tư kẹp hàng này người ta bán hàng ra người ta bán để chưa việc những nhà đầu tư này người ta vác hàng ra bán và đây cũng sẽ là mốc tâm lý của thị trường thì những nhà đầu tư bắt đáy này những nhà đầu tư có lãi ở vùng dưới này người ta cũng dễ bị tâm lý đó là vác hàng ra chốt Nên cái vùng này của thị trường thì xác suất cao thì thị trường sẽ có sự sideways tiếp tục ở cái vùng nền trên này đấy chưa và sideways xong đi lên hay là xe sideways xong đi xuống thì lúc đó chúng ta sẽ đánh giá sau đấy chưa vì hiện tại vẫn chưa đủ dữ kiện để đánh giá nhưng nhìn chung thì trong những nhịp tới là khả năng cao thị trường sẽ có những pha rung nắc và điều chỉnh đấy chưa thì cái này em cũng đã nói rất là rõ trong buổi video ngày hôm qua rồi đó hiện tại thì thị trường đang tiệm cận đó là thị trường hiện tại đã có những pha trong phiên là đã tiệm cận lên cái vùng gần vùng 880 điểm rồi đấy chưa và đến cuối phiên đã có những pha kéo lại về vùng dưới này đấy chưa thì đây cũng sẽ là vùng 880 điểm thì cũng sẽ là cái vùng cản của thị trường đó hiện tại đang tiệm cận rất là gần vùng cản rồi nên đối với những anh chị nào mà đang quyết định mua mới thì em nghĩ là không nên đấy chưa vì chiến lược đầu tư lúc này của chúng ta sẽ là tạm ngừng mua mới và tập trung quản lý cổ phiếu đang nắm giữ như anh chị nào mà có cổ phiếu đang cầm mà đang có lãi tốt được chưa mà cổ phiếu cộng mình cầm mà đang gặp cản mạnh thì tốt nhất là chúng ta lên chốt lời ra được chưa để bảo toàn khoản lãi đó thì cổ phiếu mình cầm là mức cản của nó là, của nó là bao nhiêu mà anh chị chưa biết cách xác định thì anh chị có thể comment ở dưới video thì em sẽ xác định cho được chưa ngoài ra thì anh chị có thể chat ở trên room tư vấn cơ sở thì em sẽ hỗ trợ giải đáp cho được chưa anh chị cần hỏi bất kỳ về mã cổ phiếu nào có thể comment ở dưới video hoặc chat ở trên room tư vấn cơ sở em sẽ hỗ trợ giải đáp đó, chiến lược thị trường của chúng ta là như vậy. Vì thị trường hiện tại đã tiến về cái vùng nền trên rồi. Đây là vùng tâm lý của thị trường. Đây là cái vùng mà những nhà đầu tư kẹp hàng vùng trên này, người ta sẽ có cái khuynh hướng là người ta bắt hàng ra, người ta bán để hòa vốn, được chưa? Để hòa vốn. Và đây cũng sẽ là mốc mà những nhà đầu tư ở vùng dưới này người ta chưa chốt, để chưa? Người ta có thể người ta sẽ chốt lại ở cái vùng trên này, được chưa? Vì đây là mốc tâm lý chung của thị trường. Lên cái dịp này là khả năng thị trường sẽ có khuynh hướng điều chỉnh. Và vì chúng ta đã tiếp cận rất gần đến cái vùng 880 điểm cản rồi Lên đối với thời điểm hiện tại là chúng ta không nên mua mới Và tập trung quản lý cổ phiếu đang nắm giữ thôi Có lãi tốt mà chạm cản thì chốt được chợ Hiện tại thì đối với khách hàng đang ở room VIP của em Đang ở room VIP của em Thì những ngày vừa qua thì em cũng đã cho chốt lời rất là nhiều mã rồi được chưa? Hiện tại vẫn đang cầm một số mã tiếp theo Để gồng lãi theo thị trường chung Và em sẽ lựa thời điểm để chốt một cách tốt nhất Và đối với phiên ngày hôm nay Mặc dù thị trường không tạo được đá tăng nhưng với những cổ phiếu mà em phím cho khách hàng room vip em hiện tại vẫn đang còn cầm và chưa chốt thì vẫn đã tạo được cái đà tăng rất là tốt và phiên ngày hôm nay vẫn đóng cửa trong sắc xanh đó thì anh chị nào mà muốn tham gia room tư vấn cơ sở vip để được em hỗ trợ phím hàng tư vấn điểm mua điểm bán để trợ đó và quản lý danh mục đầu tư để trợ hướng dẫn giải ngân cổ phiếu theo xuống thị trường thì anh chị liên hệ tới em qua zalo thì em sẽ hướng dẫn thêm vào room vip trong để trợ đó thì cái chiến lược đầu tư của em đối với thị trường đối với cổ phiếu đó chính là em chỉ đánh khi em chỉ đầu tư khi thị trường nó đi lên còn khi nào thị trường rủi ro hoặc đi xuống thì em sẽ không đầu tư đó đó chính là cách đánh của em bởi vì chúng ta đã biết rồi khi thị trường đi lên đấy thì chúng ta nhắm mắt mua bừa vẫn có lãi đó nhưng khi thị trường đi xuống thì chúng ta sẽ rất khó đánh đấy chưa và em cũng dùng cái phương châm này để đầu tư có nghĩa là khi thị trường đi lên thì em sẽ tập trung kiếm mã phím mã tư vấn mã cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể kiếm tiền một cách tối đa nhất khi thị trường đi lên để chúng ta tối ưu được cái nguồn lợi nhuận tối đa được cái nguồn lợi nhuận tốt nhất được chưa? Còn khi mà thị trường có dấu hiệu rủi ro như thời điểm hiện tại là thị trường có dấu hiệu là đang đạt đỉnh, thị trường có dấu hiệu điều chỉnh thì em sẽ báo nhà đầu tư là ngừng mua mới và em sẽ tập trung quản lý cổ phiếu mà nhà đầu tư năm đang nắm giữ được chưa? Để làm sao mà khi thị trường đi lên thì có thể giúp nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền nhất và khi thị trường rủi ro hay thị trường đi xuống thì sẽ bảo toàn vốn được cho nhà đầu tư một cách tốt nhất. Đó chính là cách kiếm tiền bền vững trên cái thị trường chứng khoán, được chưa? Chúng ta không nên quá tham, lúc nào cũng có thể, lúc nào cũng đòi, kiếm tiền cả khi thị trường đi lên và kiếm tiền cả khi thị trường đi xuống, được chưa? Khi thị trường đi xuống, chúng ta rất khó kiếm tiền, được chưa? Khi thị trường đi xuống chúng ta rất khó kiếm tiền, nhưng khi thị trường đi lên chúng ta rất dễ kiếm tiền, được chưa? Thì chúng ta cứ tập trung vào cái dễ thôi, cứ cái dễ mà làm, được chưa? Khi thị trường đi xuống khó kiếm tiền thì không đầu tư. Đó, cái quan trọng là chúng ta phải nhận diện được rằng là khi nào thị trường nó rủi ro khi nào thị trường có dấu hiệu đi xuống đó thì cái này em sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư qua các video nhận định thị trường để trợ và qua các bài phân tích đó thì khi anh chị tham gia vào room vip thì sẽ được em hỗ trợ chi tiết nhất có thể để trợ đó thì đối với thị trường thời điểm hiện tại là như vậy thôi vẫn như phiên ngày hôm qua để trợ nhịp này thì có hàng thì cầm thôi để trợ gồng lãi theo thị trường có hàng thì cầm thôi còn có lãi thì chốt vợ để trợ có lãi tốt và gặp cản thì chốt đó không nên mua mới nữa để chúng ta có sự chủ động vì ở thị trường Việt Nam nó có cái đó là T3 chưa nếu như chúng ta mua T1 T0 chúng ta lái T1 chúng ta lái nhưng T2 chúng ta T2 T3 chưa chắc chúng ta đã lái thế nên là để tránh những cái tình trạng như vậy và để có sự chủ động tốt nhất thì chúng ta lúc này không nên mua mới nữa và tập trung quản lý cổ phiếu đang nắm giữ thôi đó để chưa thì bây giờ em xin điểm danh qua một số cổ phiếu này ngay đầu tiên sẽ là banh banh chúng ta sẽ có việc không banh đối với cổ phiếu Vietcombank này phiên hôm nay là tạo một pha điều chỉnh với vốn cao thì đối với cổ phiếu này hiện tại là vẫn đang trong đà tăng và xét về chi thì nó đã sẽ được mây chi đỡ giá ở quanh cái vùng 83.1 83.1 để chưa? Lên đối với cổ phiếu Vietcombank này, anh chị nào có hàng thì cứ cầm tiếp cho em nhé, được chưa? Con này chúng ta vẫn chưa có gì phải quan ngại đối với cổ phiếu này đâu, mua mới thì không mua được, được chưa? Tiếp theo là con CTG. Đối với cổ phiếu CTG CTG thì như những buổi nhận định thị trường trước em cũng đã nói rồi, cái vùng đỉnh cũ này sẽ là cái vùng uh, cản tiếp theo của CTG. Đấy chưa? Thì đối với cổ phiếu CTG hiện tại anh chị nào có hàng thì cầm tiếp. Đấy chưa? Nếu như mà có hàng mà có lãi tốt ở những nhịp trước rồi thì đoạn này thì chúng ta lên chỗ lời một nửa đối với CTG. Đấy chưa? Còn nếu như mà chốt lời rồi thì nên cầm tiếp đối với cổ phiếu này để chúng ta gồm lãi tiếp. Và mức hỗ trợ đối với cổ phiếu CTG bây giờ chúng ta sẽ nâng lên là vùng. 24.3 thùng 24.3 chúng ta sẽ bán hết đối với cổ phiếu CTG để chọn đây chúng ta sẽ để hỗ trợ vùng 24.3 thùng 24.3 là chúng ta sẽ chủ động chốt đối với cổ phiếu CTG để chưa? đối với cổ phiếu này hiện tại nó đang trong quá trình xử lý ở cái vùng cản đỉnh cũ này của nó để kỳ vọng cho một cái xuống đi lên Nên cái nhịp này là khả năng CTG sẽ có sự điều chỉnh ở vùng này nên anh chị nào có hàng thì phải kiên nhận được chưa đó tiếp theo là con BID đối với cổ phiếu BID đi hiện tại vẫn đang trong xuống đi lên được chưa đó thì nhịp hiện tại BID đang trong quá trình điều chỉnh lại thôi nên đối với cổ phiếu này anh chị nào có hàng thì cứ tự tin mà cầm tiếp với em cứ tự tin cầm tiếp đối với cổ phiếu BID thôi mục tiêu của BID đối với em là em vẫn để ở cái vùng cản trên này là quanh vùng 40.7 đến cái vùng 40.8 40.9 sẽ là vùng cản tiếp theo đối với BID được chưa thì chúng ta sẽ canh chốt đối với BID khi nó tiến lên cái vùng cản này được chưa còn đối với cổ phiếu này nếu anh chị nào quan hàng thì cứ cầm tiếp cho em được chưa? Vì nó vẫn đang được cái vùng lên phía dưới này là vùng hỗ trợ rất tốt đối với cổ phiếu BID này, được chưa? Đó còn mua mới thì không có điểm mua đối với cổ phiếu này đâu. Tiếp theo là con uh, BIB. Đối với cổ phiếu BIB đây là một cổ phiếu tăng rất là mạnh rồi, được chưa? Qua hàng thì cầm thôi, hiện tại này chưa có dấu hiệu suy yếu đối với cổ phiếu BIB, BIB nên chúng ta chưa thể chốt được đối với cổ phiếu này. Đối với những cổ phiếu mà nó tăng mạnh như này nhá. Đối với bất kỳ những cổ phiếu nào mà nó tăng mạnh như này được chưa? Mà anh chị đã có lãi rất là tốt rồi thì chúng ta nên chia ra chúng ta chốt dần bởi vì những cổ phiếu này thì nó sẽ không có cả đâu. Những cổ phiếu nó tăng kiểu này thì nó sẽ không có cả đâu. Mà chúng ta chỉ chốt khi nó suy yếu được thôi, được chưa? Và khi nó suy yếu thì thường chúng ta sẽ không chốt được ở mức giá tốt nhất lên trong quá trình mà nó tăng mạnh mà chúng ta đã đạt được những cái mức kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta rồi thì chúng ta nên chia ra chốt dần đối với những cổ phiếu tăng mạnh dạng như kiểu VIP ở thời điểm hiện tại. Đó. Thì đối với cổ phiếu này không thể mua mới được. Qua hàng thì cầm tiếp thôi. Nếu như mà lãi đạt kỳ vọng thì lên chia ra chốt dần và chỉ nên gồng lãi khoảng độ là 1 phần 3 đấy chưa? có nghĩa là chúng ta chỉ nắm giữ 1 phần 3 khi nó suy yếu thì chúng ta bán nốt thôi đấy chưa? và lên lựa mà chốt 2 phần 3 còn lại 2 phần 3 trước đó tiếp theo là con ACB ACB chính là một trong những cổ phiếu rất là mạnh được chưa? Nhịp trước ACB được đáy rất là mạnh vùng dưới này và đã được đẩy giá lên cái vùng đỉnh cũ này của nó. Thì cái vùng đỉnh cũ này chính là vùng kẹp hàng lượng lớn của nhà đầu tư. Và khi lên được cái vùng đỉnh cũ này của nó thì đã có một lượng lớn hàng nó được xả ra ở cái vùng quanh cái vùng 19.5 này được chưa nhưng dòng tiền tham gia BIB rất là mạnh được chưa lên nó đã hấp thụ được hết những cái lực bán ra được chưa vôn vùng này rất là nhiều nhưng giá không tăng cho thấy áp lực bán ở vùng 20 chấm vùng đến cho thấy cái áp lực bán vùng 14 19 đến vùng 20 rất là nhiều Đấy chưa vôn cao nhưng giá không tăng cho thấy áp lực bán lớn nhưng vì nó được giữ giá được chưa cho thấy rằng là cái dòng tiền hấp thụ cái lực bán và khi dòng tiền hấp thụ được bán xong được chưa thì vi acb đã tiến hành tăng giá rất là mạnh thì đối với cổ phiếu acb này hiện tại vẫn đang trong đà tăng rất là tốt và anh chị nào có hàng đối với acb thì cứ tự tin mà cầm tiếp được chưa đối với cổ phiếu acb này hiện tại em vẫn đang kỳ vọng tăng tiếp và đối với cổ phiếu đối với cổ phiếu acb này trước mắt là không có cản được chưa và hỗ trợ đối với cổ phiếu acb đối với anh chị nào có hàng sẽ là vùng 20.6 thùng 20 6 sẽ bán hết đối với cổ phiếu ACB. ACB hiện tại vẫn đang rất là tích cực. Em vẫn đang kỳ vọng cổ phiếu này sẽ tăng lên tiếp. Và vì dòng tiền của nó, dòng tiền của ACB hiện tại vẫn đang trong quá trình đẩy lên và chưa có một dấu hiệu nào cho thấy là nó đã bị thoát hàng ra cả. Đấy chưa? Tiếp theo sẽ là con Liên Việt. Đối với cổ phiếu Liên Việt, Liên Việt hiện tại thì nó đang trong quá trình điều chỉnh thôi thì chúng ta phải cho con Liên Việt này một giai đoạn rung nắp được chưa? Thì đối với cổ phiếu Liên Việt này anh chị nào có hàng thì cầm còn mua mới thì không thể mua được mua mới thì chúng ta phải mua ở cái phiên trước đó là phiên ngày 18 tháng 8 cơ Đây là điểm mua của con Liên Việt được chưa mức hỗ trợ đối với Liên Việt em sẽ để ở vùng 8 thủng thùng 89 thì chúng ta sẽ bán hết đối với cổ phiếu Liên Việt mục tiêu đối với Liên Việt thì nó sẽ lên vùng 9.4 đến cái vùng 9.7 sẽ là mục tiêu tiếp theo đối với cổ phiếu Liên Việt chúng ta sẽ lựa chốt quanh ở cái vùng trên này được chưa đó sang dòng chứng khoán thì chúng ta sẽ có SSI SSI, hiện tại vẫn đang ở sóng tăng để chờ. SSI hiện tại vẫn đang ở sóng tăng Dòng tiền đổ vào SSI vẫn đang kỳ vọng đi lên Và chưa có dấu hiệu nào là suy yếu đối với cổ phiếu SSI Lên cái mức lợi nhuận kỳ vọng đối với cổ phiếu SSI Chúng ta sẽ vẫn ở vùng đỉnh cũ là quanh vùng 15.5 đến vùng 16 Và chúng ta sẽ kê chốt ở mục tiêu quanh cái vùng này Được chưa? Lựa dòng tiền mà canh chốt ở cái vùng này Đối với cổ phiếu SSI Thì anh chị là qua hàng sẽ để mức hỗ trợ cho em đối với cổ phiếu này Là vùng 14.5 Được chưa? Thùng 14.5 thì chúng ta sẽ thoát hết đối với được chưa vẫn kỳ vọng lên trên nhé những cái nhịp này vì thị trường hiện tại là đang gặp cản rồi được chưa đang gặp cản khoảng độ là 880 điểm rồi thế nên là những nhịp tới thì một số cổ phiếu là sẽ đa phần có dấu hiệu là rung nắc và điều chỉnh nên anh chị những cổ phiếu nào mà vẫn đang ở trong sóng tăng ấy thì anh chị vẫn cứ cầm tiếp và cho phép nó rung nắc được chưa đó tiếp theo là con HCM đối với cổ phiếu HCM HCM phiên hôm nay vẫn trong đà tăng được chưa và mục tiêu của HCM thì như những buổi trước em cũng đã nói đối với cổ phiếu này rồi chúng ta sẽ là quanh vùng 18.9 để chọn quanh cái vùng khoảng độ là vùng 19 đến vùng đây quanh cái vùng 19 đến cái vùng 19.7 sẽ là mục tiêu tiếp theo đối với cổ phiếu HCM canh chốt quanh vùng này HCM hiện tại dòng tiền đổ vào vẫn là khuynh hướng đi lên và chưa có dấu hiệu bán ra được chưa nhịp trước là nhịp ngày 25 tháng 8 là nhịp giảm điểm với vốn thấp cho thấy đây chỉ là một phiên điều chỉnh đối với HCM thôi kỳ vọng đối với cổ phiếu này vẫn còn lên được chưa? Và mức hỗ trợ đối với cổ phiếu HCM. Mức hỗ trợ đối với cổ phiếu HCM em xin phép nâng lên. Em xin phép nâng lên mức hỗ trợ đối với cổ phiếu HCM sẽ là vùng Đây, từ từ để em Mức hỗ trợ đối với cổ phiếu HCM em xin phép nâng lên đối với cổ phiếu này lên vùng 18.2, thủng 18.2 chúng ta sẽ chốt hết đối với cổ phiếu HCM được chưa? Rồi, tiếp theo là sang con uh, VLD đối với cổ phiếu VLD, để chợ VLD hiện tại dòng tiền đẩy VLD rất là tốt, áp lực bán VLD hiện tại là chưa xuất hiện quá nhiều, để chợ. nên đối với cổ phiếu VLD này chúng ta sẽ kẻ một cái đường xu hướng của nó ra, để chợ lối các đỉnh của nó với nhau, thì khi cổ phiếu này chạm vào cái đường xu hướng này thì đây sẽ là cái vùng cản của đối với cổ phiếu VLD đối với cổ phiếu VLD hiện tại em vẫn đang kỳ vọng lên tiếp chạm vùng cản này thì chúng ta sẽ canh chốt khi nó lên được cái vùng cản cá. đấy chưa dòng tiền VLD vào rất là tốt mức hỗ trợ đối với cổ phiếu VLD thì em xin phép lưng lên là vùng em xin phép lưng lên mức hỗ trợ đối với VLD là vùng 16.11.65 thùng 11.65 chúng ta sẽ chốt hết đối với cổ phiếu VLD qua hàng thì cứ tự tin mà cầm tiếp thôi đấy chưa đó tiếp theo thì chúng ta sẽ sang dòng dầu khí một chút thì chúng ta sẽ có con gác đối với cổ phiếu gác gác hiện tại vẫn đang trong đà đi lên và mức hỗ trợ đối với cổ phiếu gác này chưa thì chúng ta sẽ cả một cái đường xuống nối các đáy với nhau nó chỉ đơn giản thế này thôi không có gì phức tạp cả vì nó tăng rất là mạnh được chưa và số cái nhịp tăng này của gác chưa có dấu hiệu nào hoặc là trước là đang kể cả được chưa mục tiêu tiếp theo đối với gác nếu như anh chị nào vẫn đang quá hàng thì sẽ là quanh vùng 75 Chấm 8 sẽ là vùng mục tiêu tiếp theo đối với gác chúng ta sẽ canh và quan sát khi cổ phiếu này lên được cái vùng cả cá này và xem phản ứng như thế nào thì chúng ta sẽ lựa mà chốt được chưa giờ thì nó vẫn chưa chạm cả nên chưa thể nói được điều gì cả mục tiêu trước mắt sẽ là vùng để chợ 75.7 75.8 khi lên được cái vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá sau sức mạnh đối với con gác trước mắt thì chúng ta sẽ kẻ một cái đường hỗ trợ đối với cổ phiếu gác như thế này thủng đường hỗ trợ này thì chúng ta sẽ chốt hết đối với cổ phiếu gác để chợ tiếp theo là con PVS đó, PVS phiên hôm nay tạo đà tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Như những buổi trước em cũng đã nói đối với cổ phiếu PVS thôi PVS như những ngày trước thì nó đang trong quá trình tích lũy sẽ quay lại ở cái vùng trên này, được chưa? Và dòng tiền vào đối với PVS rất là tốt Hỗ trợ đối với PVS sẽ là vùng 11.9 Thì như phiên ngày hôm nay, nó đã tạo được đà tăng rất là tích cực Phiên ngày hôm nay, PVS tăng uh, 4.03% Và vôn duy trì ở mức cực kỳ cao, được chưa? Nên đối với cổ phiếu PVS, anh chị nào có hàng Thì cứ cầm tiếp và vùng chốt đối với PVS sẽ là cái vùng đỉnh cũ này của nó chưa? Đây sẽ là vùng cản rất là mạnh đối với PVS Vì đây sẽ là cái vùng kẹp hàng của rất nhiều nhà đầu tư Ở vùng trên này Đó Thì anh chị nào có hàng đối với PVS Thì đạt mục tiêu Thì đạt mục tiêu cho em đối với cổ phiếu này là vùng 13.5 đến vùng 14 Chúng ta sẽ canh chốt hết đối với PVS khi nó lên được cái vùng trên này Và mức hỗ trợ đối với cổ phiếu PVS Mức hỗ trợ đối với cổ phiếu PVS Thì bây giờ quá hàng chúng ta phải lâng lên rồi Đấy chưa? khi một cổ phiếu tăng thì chúng ta phải lưng mức hỗ trợ lên ngay để chặn cái khoản lãi mà chúng ta đạt được lại được chưa? Đó, mức hỗ trợ đối với cổ phiếu PVS chúng ta sẽ lưng lên là vùng 12.5. Thùng 12.5 chúng ta sẽ bán hết đối với PVS, được chưa? Tiếp theo là con PVD. PVD hôm nay cũng tăng rất là mạnh. PVD phiên ngày hôm qua PVD không vượt được cản, ba phiên liên tiếp, ba đỉnh liên tiếp của PVD không vượt được cái cản trước này của nó, được chưa? không vừa được qua cái vùng cản cá lại trước này của nó nhưng phiên ngày hôm nay nó đã tạo được đà tăng cực kỳ tốt và dòng tiền phiên này tham gia PVD cực kỳ mạnh và đã tạo được đà tăng là tăng 6,54% được chưa tăng xiết Trần và vôn phiên ngày hôm nay là cực kỳ lớn đối với cổ phiếu PVD này được chưa và hiện tại thì nếu như mà đối với mua mới thì không thể mua được rồi bởi vì con này nó đánh lên quá là mạnh được chưa nó đánh lên quá là mạnh thì đối với cổ phiếu PVD này anh chị nào có hàng thì bây giờ chúng ta cũng phải lên cân nhắc được chưa? Đối với cái vấn đề chốt lời đối với cổ phiếu PVD này vì hiện tại nó đang lên được cái vùng đỉnh cũ này của nó, đây sẽ là mốc tâm lý tiếp theo đối với cổ phiếu PVD, được chưa? Đó, chúng ta thấy rằng là cái lượng vốn kẹp hàng vùng đỉnh rất là nhiều. Được chưa? Thì đối với cổ phiếu PVD này thì đây chính là cái vùng mà chúng ta lên lựa để chốt đối với cổ phiếu PVD này. Anh chị nào mà đang nắm giữ PVD, được chưa? Mà đang có lãi rất là tốt đối với cổ phiếu này mà chưa chốt tí nào đối với cổ phiếu PVD thì chúng ta sẽ canh chốt 1/2 ở mức giá hiện tại và 1 phần 2 còn lại chúng ta sẽ để mục tiêu là vùng 12 đi chợ đó mức hỗ trợ đầu với cổ phiếu PVD chúng ta sẽ lâng lên quanh vùng 10.8 thủ 10.8 sẽ bán hết đối với PVD đó thì đối với thị trường đối với thị trường ở thời điểm hiện tại thì cũng không có gì mới mẻ để nhận định cả đấy chưa nói chung thì nó vẫn là có sự đang có sự gia tăng vật hiện rõ đang có dần có sự thể hiện rõ nét đối với cái lực cung đang xuất hiện ngày càng nhiều thêm được chưa? Nhưng nói như vậy không có nghĩa là thị trường hiện tại đang trong giai đoạn là xấu, rủi ro cao. Bởi vì việc mà thị trường hay một cổ phiếu bất kỳ tăng nó chạm cản, nó bị chỉnh lại nó là chuyện hết sức bình thường. Và hiện tại thị trường của chúng ta cũng vậy, nó đang tăng và nó chạm cản và nó đang bị chỉnh lại được chưa? Nên cái chuyện này nó là chuyện bình thường thôi. Đó và không có gì xấu cả. Nếu như mà nó chạm cản mà nó bị bán mạnh trở lại thì nó sẽ rất là xấu. Và chúng ta phải nhớ rằng là cái nhịp trước của thị trường đây tăng cũng chạm cản cũng bị chỉnh lại được Nhưng sau đó chỉnh đi lên tiếp đó chưa? thì đó là cái việc chỉnh này là chuyện hết sức bình thường thôi. thì thị trường hiện tại như vậy thì chúng ta sẽ quan sát những phiên tiếp theo xem nó chỉnh như thế nào. nếu như chỉnh tốt thì chúng ta sẽ vào thêm hàng sau. còn đối với thời điểm hiện tại là vì thị trường hiện tại là đã tăng chạm cản rồi và đang trong giai đoạn là có những dấu hiệu bắt đầu chỉnh thì đối với những cái trường hợp như vậy thì chúng ta không thể tham gia mua mới được bởi vì để tránh cái tình trạng là không ai chỉnh sâu thì nó sẽ rất là thiệt thòi đối với nguồn vốn nhà đầu tư nhất là khi chúng ta đã ăn được cái khoản lãi của cả một cái đoạn tăng trước đó rồi được đó nên giai đoạn hiện tại để có sự chủ động nhất thì chúng ta không nên mua mới nữa để vì hàng có về rồi vì nếu như chúng ta mua mới thì chúng ta sẽ bị chậm tê nếu như mà không ai thị trường ở lo còn khi hàng chúng ta đã có trong tay thì chúng ta sẽ có sự chủ động tốt nhất đó thì chiến lược đầu tư lúc này đối với em uh, của em đối với thị trường là như vậy thôi ngừng mua mới tập trung quản lý cổ phiếu đang nắm giữ Đấy chưa và những cổ phiếu nào tăng mạnh và đã chạm cán rồi tăng mạnh được chưa tăng mạnh có lãi tốt và đã chạm cản mạnh của nó thì chúng ta lên chốt lời được rồi được chưa và anh chị nào chưa biết xác định những cổ phiếu mình đã nắm giữ là cả là bao nhiêu lên chốt được chưa thì anh chị có thể comment ở dưới video hoặc chat ở trên room tư vấn cơ sở thì em sẽ hỗ trợ tư vấn cho được chưa rồi, ok em xin kết thúc buổi nhận định thị trường ngày hôm nay anh chị nào muốn mở tài khoản chứng khoán tại VPS để được em hỗ trợ thêm vào room vip tư vấn đầu tư thì anh chị liên hệ tới em qua Zalo. Ok xin chào quý anh chị.